Dĩ hòa vi quý có đúng là dễ dãi, xuề xòa, không phân biệt tốt xấu hay không? Chuyên mục Chữ và Nghĩa chủ trương trả lại ý nghĩa đích thực, nghĩa gốc của những từ ngữ mà chúng ta đang dùng trong đời sống hiện đại. Nếu chúng ta hiểu không đúng nghĩa của từ, chúng ta sẽ không thể hiểu được lời nói của ông cha, cũng không đọc được sách vở chính thống, chính là tự cắt đi sự liên hệ với quá khứ. Do vậy, chúng tôi xin giúp độc giả phạt cỏ dọn cành, ngõ hầu phát quang lối cũ về với người xưa, và cũng nhân đó giúp cho độc giả có được dăm 3 phút giải trí nhẹ nhàng. Ngày nay, bao che cho cái sai, cái xấu, cái tiêu cực để đạt được sự hòa hảo, yên ổn bề mặt bị coi là dĩ hòa vi quý, trong khi ý nghĩa chân chính của cụm từ này vốn rất tốt đẹp. Trong cơ quan nhà nước, có người làm ăn tắc trách, có người khai khống hóa đơn biển thủ công quỹ, nhưng chẳng ai nói ra vì sợ mất lòng. Hỏi ra thì nói, dĩ hòa vi quý. Mỗi một lần hội nghị là một lần thành công tốt đẹp, mỗi một lần nghị quyết đưa ra đều thông qua, nhất trí cao độ. Thế rồi, sau lưng thì bàn ra tán vào, chấp hành lỏng lẻo, hỏi ra lại nói, dĩ hòa vi quý. Điểm sơ sơ vài hoàn cảnh sử dụng cụm từ dĩ hòa vi quý trong xã hội hiện đại mới thấy nó đã bị gán cho hàm nghĩa xấu xí, biến dị. Muốn hiểu dĩ hòa vi quý, lấy hòa làm quý, thực sự nghĩa là gì? Trước hết ta cần hiểu cho đúng nghĩa của chữ hòa, cái đã. Dùng bừa chữ hòa, vua cũng bị mắng. Không chỉ con người thế kỷ 21 mới bị nhầm lẫn về ý nghĩa của chữ hòa, mà cách đây khoảng 2.500 năm, có một ông vua đã dùng nhầm chữ hòa này và bị một vị quan đại thần phê bình thẳng thắn. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Cảnh Công có lần nói, Lương Khư Cứ rất hòa hợp với mình. Yến Tử đáp lời vua rằng, ông ấy không phải là hòa hợp với bệ hạ, ông ấy rất giống với bệ hạ, rất hòa hợp, là bệ hạ có lỗi lầm thì ông ấy sẽ khuyên bệ hạ, như vậy mới gọi là hòa hợp. Bệ hạ có lỗi lầm, ông ấy cũng theo bệ hạ làm chuyện xấu, đó gọi là giống, không phải gọi là hòa hợp. Cảnh Công nghe xong thì miệng méo xệch. Buổi tối hôm đó, vừa nhìn thấy có sao chổi. Thông thường, có sao chổi là điềm báo không hay. Cảnh Công lập tức sắp xếp người, nói, người hãy mau đi cầu nguyện thần linh bảo hộ, cầu nguyện cho sao chổi đó nhanh chóng mất đi. Yến Tử nói, sao chổi đó là do ông trời muốn nhắc nhở quân vương đã làm những chuyện không tốt. Cho nên, thưa quốc vương, giả như ngài từ bỏ những thú vui chơi, từ bỏ những tên nịnh thần, tiến cử trung thần, chịu nghe lời chân thật, lo cho dân chúng, thì sao chổi đó tự nhiên không còn nữa. Không cần đi cầu nguyện thì nó cũng không còn nữa. Giả như hiện giờ bệ hạ chỉ dựa vào việc cầu nguyện để sao chổi đó mất đi, tập quán xấu không chịu sửa, thì sao bột còn nguy hiểm hơn sao chổi sẽ xuất hiện. Ngày hôm đó, Tề Cảnh Công bị Yến Tử mắng tổng cộng 3 lần. Trong lòng rất giận, sau này Yến Tử mất, Tề Cảnh Công lại thương tiếc vô cùng. Có một hôm, Cảnh Công khóc lớn. Nhớ công vụ lúc xưa, Yến Tử một ngày khuyên ta 3 lần. Bây giờ tìm một người khuyên ta 1 lần cũng tìm không ra. Nguồn gốc của chữ hòa và dĩ hòa vi quý. Chữ hòa trong tiếng Hán khứa có chỉ sự hài hòa, hòa hợp, hòa bình. Ý nghĩa của chữ hòa trong tâm thức cổ nhân có thể được hiểu thông qua cách viết ban sơ của nó. Bên trái là chữ dược, là một thứ nhạc khí như sáo, có 3 lỗ. Chữ dược gồm có 3 phần, chữ tập ở trên cùng nghĩa là tập hợp lại.
chữ phẩm ở giữa minh họa những chiếc lỗ trên cây sáo, và dưới cùng là chữ sách, chỉ những thẻ tre được ghép lại thành quyển sách thuở xưa. Hơn nữa, kết hợp chữ tập và chữ sách lại với nhau tạo thành chữ luân, biểu thị tư duy logic, mạch lạc theo thứ tự. Bên phải của chữ hòa là chữ hòa chỉ lúa, mạ, thóc. Như vậy, các thành phần của chữ hòa đã thể hiện quan niệm truyền thống của người Trung Hoa về sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Khi sang đến địa hạt của quan hệ giữa người với người, hòa cũng là một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống phương Đông. Người quân tử trước hết cần tu dưỡng đức hạnh cá nhân thì mới có thể đạt đến sự hòa thuận trong gia đình và hòa bình cho quốc gia. Tu thân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong Luận Ngữ, Học Nghi có viết: lễ chi dụng, hòa phi quý, tiên vương chi đạo, tự phi mỹ, tiểu đại do chi, hữu sở bất hành, chi hòa nhi hòa, bất dĩ lễ thiết chi, diệt bất khả hành giã. Nghĩa là sử dụng lễ nghĩa thì hòa là quý, đạo trị quốc, các minh quân thời xưa tốt đẹp đều là như thế. Việc lớn nhỏ đều làm thế này, cũng có khi không thành công, vì biết hòa thuận là hài hòa, hòa thuận là hài hòa mà không dùng lễ nghĩa điều tiết thì cũng không thành công vậy. Như vậy, muốn đạt đến sự hài hòa tốt đẹp thì trước tiên phải thực thi được lễ. Lễ không chỉ là lễ nghi, nghi thức mà hiểu rộng ra còn là quy phạm lễ nghĩa, đạo đức và hành vi mà thiên thượng chế định cho con người. Qua đó mà phân biệt thiện ác, thị phi, nên và không nên làm. Trong Tả Truyện cũng viết: thần văn dĩ đức hòa dân, bất văn dĩ loạn. Nghĩa là thần nghe nói lấy đức làm cho dân thuận hợp, không nghe nói lấy loạn mà làm. Vậy nên hòa phi quý trong văn hóa truyền thống phương Đông tuyệt đối không phải là cái xề xòa, hòa hào bề mặt, không phân biệt tốt xấu đúng sai như người hiện đại hiểu lầm. Ngược lại, nó là sự hòa hợp, hài hòa chân chính dựa trên nền tảng đức hạnh và lễ nghĩa. Hài hòa trong sự khác biệt. Người xưa theo đuổi sự hài hòa trong khi vẫn tôn trọng sự khác biệt. Đây là tiêu chuẩn để phân biệt quân tử và tiểu nhân trong Nho giáo. Hài hòa nhưng khác biệt là truy cầu sự an hòa nội tâm, chứ không phải là đồng thuận trên bề mặt. Đó là sự thừa nhận, dung nạp những khác biệt phong phú của các sự vật và con người. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nái đại. Biển vì có thể dung nạp được trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn vĩ đại. Ngược lại, đồng nhất mà không hài hòa là sự chấn áp những quan điểm bất đồng và mọi sự chống đối, tiêu diệt sự khác biệt. Theo cách này có thể đạt được sự thống nhất trên bề mặt tạm thời, tuy nhiên sẽ tích tụ bất mãn trong xã hội và rốt cuộc dẫn đến đổ vỡ. Ở Trung Quốc thời hiện đại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xướng xã hội hài hòa, xã hội chủ nghĩa. Xã hội hài hòa có vẻ giống lời thánh hiền xưa, nhưng cái đuôi xã hội chủ nghĩa lại nói lên bản chất của vấn đề. Những ai có tư tưởng khác biệt với nhà cầm quyền xã hội chủ nghĩa vô thần Trung Quốc thì không được xếp vào trong vùng hài hòa này, là đối tượng bị chấn áp, tiêu diệt. Các nhân sĩ dân chủ nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công đều trở thành mục tiêu công kích và đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một từ, một câu vốn mang hàm nghĩa tốt đẹp, nhân văn, nếu như bị tráo đổi nội hàm, đổi trắng thay đen, thì tinh hoa trí huệ cổ nhân có thể bị coi là rác rưởi, mà rác rưởi thực sự lại khoác áo mỹ miều.
tin rằng mỗi bạn đọc đều có kiến giải của riêng mình. Chuyên mục của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.